vẩy nến và chuyện ấy Thoạt nghe thì có vẻ không liên quan gì đến nhau và cũng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy bệnh vẩy nến gây giảm ham muốn Tuy nhiên, đến 80% bệnh nhân của tôi chia sẻ rằng bệnh vẩy nến khiến cho họ cảm thấy tự ti về ngoại hình và cơ thể của mình, từ đó không dám gần gũi với nửa kia Chớ trêu thay, vẩy nến là một bệnh mãn tính, không thể xử lý hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào một số phương pháp để giảm thiểu tình trạng bệnh vậy việc cần làm đối với bệnh nhân vẩy nến là gì thứ nhất hãy trao đổi thẳng thắn với đối tác hãy giải thích cho họ hiểu vẩy nến chỉ là một căn bệnh ngoài da đơn thuần sẽ không có nguy cơ lây nhiễm gây hại cho họ thứ hai hãy lựa chọn tư thế phù hợp để giúp bạn tự tin hơn hạn chế ma sát vào các vùng da đang bị tổn thương thứ ba hãy tìm đến các sản phẩm giúp hỗ trợ xử lý và có khả năng giảm thiểu tối đa tình trạng bệnh trên tay tôi đang cầm là một sản phẩm kem bôi Soritoc giúp hỗ trợ xử lý và kiểm soát tối đa các triệu chứng của bệnh vẩy nến, á sừng, tràm sữa, viêm da cơ địa, mẩn đỏ. Với thành phần từ thảo mộc thiên nhiên, Soritoc hoàn toàn lành tính, phù hợp sử dụng cho cả trẻ từ 3 tuổi, phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh. Do hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu và corticoid, sản phẩm khi bôi lên da sẽ vô cùng dịu nhẹ và không gây cảm giác sót rát chỉ cần với một lượng vừa đủ khi thoa lên vùng da tổn thương từ 2 đến 3 lần một ngày sẽ giúp các tình trạng mẩn đỏ, ngứa ngáy, lở loét được cải thiện rõ rệt. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng truy cập soritoc.com. Tại đây bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tình trạng da của mình cũng như được hỗ trợ đặt mua sản phẩm nhanh nhất.